تعلم اللغة العربية مهم جدا لكل مسلم، لأن اللغة العربية ليست خاصة بالعرب. نعم. Vì chúng ta trau dồi kiến thức về ngôn ngữ Ả Rập thì đó là vô cùng quan trọng đối với một người Muslim. Bởi vì ngôn ngữ Ả Rập nó không chỉ dành riêng cho những người Ả Rập. لأن اللغة العربية مفتاح العلم الشرعي. Bởi vì ngôn ngữ Ả Rập đó chính là chìa khóa cho việc chúng ta học các giáo lý giáo luật của Islam. نعم، فإذا تعلم اللغة العربية يستطيع يقرأ القرآن، يقرأ السنة. نعم. Và khi chúng ta học ngôn ngữ Ả Rập, chúng ta có thể đọc được thánh kinh Quran, chúng ta có thể hiểu được sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بعض الناس يظن ان اللغه العربيه خاصه بالعرب، لا، اللغه العربيه هي لغه كل مسلم. Một số người họ lầm tưởng rằng ngôn ngữ Ả Rập chỉ dành riêng cho những người Ả Rập. Điều đó là không phải. Ngôn ngữ Ả Rập là dành cho tất cả mọi người, dành cho tất cả những người Muslim. نعم.